khi nào chúng ta sẽ can thiệp và khi nào chúng ta phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Thì chúng ta là ở đây chắc là hầu hết là dân nội khoa và dân can thiệp thì chúng ta đều biết cái lịch sử của can thiệp mạch vành thôi. Tuy nhiên cũng khá ít người sẽ biết được cái lịch sử mà chúng ta phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Mặc dù cái thời của chúng tôi mà được coi là sinh viên thì chúng tôi biết cái phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành trước. Cái thời đó thì PCI nó vẫn còn gọi là một thời gian đầu tiên từ những năm 1996-1998. Thì vì Viện Tim mạch Việt Nam thì chúng ta bắt đầu làm tim mạch can thiệp từ năm 1997 chính thức theo lịch sử. Cũng tùy thuộc vào các cái điểm mốc thì chúng ta khoảng năm 96-97 chúng ta bắt đầu làm can thiệp. Nhưng mà bắc cầu nối chủ vành thì đã có từ trước đó, thời chúng tôi làm sinh đi sinh viên Y4 là đã đi ở Việt Đức thì đã biết các cái phẫu thuật về tim thì thường là một là thay van tim và hai là phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Ngoài ra hồi đó còn có phẫu thuật là tách van hai lá qua đường phẫu thuật. Thì hồi xưa là ở Sanh Pôn cũng rất mạnh. Thì hồi đó là có anh Dũng mà bây giờ là ở viện chúng ta đấy, thì là chính là bác sĩ mà mổ tách van hai lá cho một bố của một cậu bạn cùng khóa với tôi. Bác ấy hiện tại bây giờ vẫn tốt. Tức là những cái phẫu thuật về tim thì thực tế là đã có từ rất lâu. Thì phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành là được thực hiện đầu tiên bởi một cái nhà phẫu thuật người Nga. Ông sinh ông làm việc ở thành phố Saint Petersburg và hồi đó là phẫu thuật là nối cái động mạch cú trong trái vào cái nhánh marginal của SCX, tức là nhánh bờ của động mạch mũ, và được thực hiện đầu tiên vào năm 1964. Và ngay gần đó thì là ông De Bakke làm một cái cầu nối tĩnh mạch hiển từ vào động mạch từ động mạch chủ lên vào cái động mạch thất trước vào tháng 11 năm 1964. Và đến năm 1967 thì có nhà phẫu thuật Favaloro là làm một cái tĩnh mạch hiển từ vào động mạch vành phải. Thì đây là cái sơ đồ hóa các cái cầu nối của động mạch cú trong vào các cái động mạch tĩnh mạch hiển. Tức là chúng ta biết là có một cầu, hai cầu, ba cầu, thậm chí là có cái phẫu thuật là bốn cầu. Đấy. Thế thì còn can thiệp động mạch vành qua da thì hầu hết chúng ta đã học nhiều rồi, các thầy cũng giảng nhiều. Thì ông Tổ, gọi là ông Tổ mà được coi là chính thức đặt nền móng, gọi là chính thức cho can thiệp. Còn tất nhiên trước đó thì có rất nhiều các nhà khoa học mà các cái thăm dò, các cái chẩn đoán của các cái hệ thống mạch máu theo đường ông thông thì rất nhiều. Như là ông Son là người đầu tiên được chụp mạch vành qua da. Mặc dù là đấy là một cái tình cờ thôi, chụp buồng thất trái, nhưng mà tình cờ cái ống thông nó rơi vào trong động mạch vành. Và khi mà chụp với một cái máy chụp mạch thì là làm cho bệnh nhân ngừng tim, tình cờ là chụp được mạch động mạch vành phải. Trên bệnh nhân cũng trẻ tuổi và bị Kawasaki. Thì đây cái nhà khoa học mà tức là nhà bác ở nhà mà ông bác sĩ ông Vinzik người Thụy Sĩ thì là thực hiện đầu tiên cái ca nong bóng động mạch vành. Tức là cái ông thực hiện là nong bóng một cái hẹp khít của động mạch thất trước đoạn 1. Và rất là ngạc nhiên là cái ca mà nong bóng đó thì đến năm 87, tức là ca đầu tiên là thực hiện là 17, và sau 10 năm thì đây các bạn có thể nhìn thấy là cái mạch vành vẫn còn rất là tốt. Rất ngạc nhiên thì hồi đó chỉ là nong bóng thôi, nhưng mà kết quả tốt như vậy thì ông là đã thực hiện, và hầu hết các cái dụng cụ của ông lại thực hiện, tức là sáng tạo cũng như là thiết kế là cái trong nhà bếp của ông ấy cùng với sự giúp đỡ của một người đồng nghiệp và vợ ông ấy. Đấy, rất là hay như vậy. Thế thì đây là cái sơ đồ hóa của so sánh giữa cái phẫu thuật và can thiệp. Thì can thiệp thì chúng ta là gì, là mở thông cái mạch vành bị tắc. Thế còn cái phẫu thuật thì chúng ta coi như bỏ cái đoạn bị tắc đó đi, chúng ta thay một cái đoạn đường đi mới. Đấy. Thế thì đây là lịch sử. Chúng ta có rất nhiều cái so sánh giữa điều trị nội khoa đơn thuần này, rồi là giữa điều trị nội khoa và phẫu thuật, hay là điều trị nội khoa và can thiệp, và giữa can thiệp và phẫu thuật. Đấy, rất nhiều các cái nghiên cứu từ thời kỳ đầu tiên năm 64 chúng ta ca phẫu thuật đầu tiên, sau đó đến năm 1977 và đến gần điển hiện đại chúng ta có rất nhiều nghiên cứu. Và cái nghiên cứu nền tảng của cái phẫu thuật so sánh với can thiệp đó là nghiên cứu Sentax, gần đây là nghiên cứu Excel và nghiên cứu Noble. Thì các bạn biết rồi là tổn thương thân trung động mạch vành thì có ba cái vị trí mà chúng ta quan tâm, để từ đó chúng ta quyết định xem là bệnh nhân nên điều trị theo hướng nào, phẫu thuật hay can thiệp. Thì có ba cái vị trí là tổn thương tại lỗ vào, tổn thương tại thân của động mạch vành, và đặc biệt là cái tổn thương chỗ chơi đôi, giống như ca hôm nay chúng ta xem can thiệp là gì, tổn thương là chỗ đoạn xa của thân trung động mạch vành trái, và nó tổn thương cả lỗ vào LD và lỗ vào LCX. Như vậy là một cái tổn thương
được coi là típ 111 của Medina, tức là gì, cả ba cái đoạn đó đều tổn thương, và tổn thương đấy gọi là chỗ chia đôi của động mạch thân thất trước, à, động mạch thân trung, động mạch vành trái. Thế thì cái tổn thương thân trung thực tế mà nói thì nó không chỉ riêng nó, bởi vì thường là nó sẽ kết hợp với các cái tổn thương, cái mức độ tổn thương và các cái đặc tính tổn thương phức tạp. À, thường là canxi hóa, cái tổn thương đó nó chiếm trên 50% số ca. Cái ca hôm nay của chúng tôi rất may mắn, chúng tôi làm IVUS và trước đó chúng tôi đánh giá thì tổn thương khá mềm và không có bị vôi hóa. À, và tổn thương thường là ở cái vị trí đoạn xa, tức là bifurcation của lép main chia ra LCX và LED, và thường là tổn thương kết hợp nhiều mạch. Thế như ví dụ ca hôm nay chúng ta làm là gì? Thực tế là bệnh nhân trước đó là tổn thương lép main mức độ vừa thôi, và bệnh nhân tổn thương là LCX, LED và động mạch vành phải, và các bác sĩ ở tỉnh đã, người ta đã làm các cái can thiệp đó từ cái đây 2 đến 4 năm rồi. Và hôm nay chúng ta chụp lại, hôm trước chúng ta chụp lại thì thấy là gì, là cái stent động mạch LED nó có bị hẹp, tái hẹp. Động mạch vành phải thì còn tốt, động mạch mũ thì hẹp nhẹ, và chúng ta làm IVUS thì thấy là gì, là các cái stent của động mạch liên thất trước thì có hẹp và đáng phải chúng ta phải can thiệp, và chúng ta đã dùng cái phương pháp là nong máu phủ thuốc. Thế thì thực tế là cái tổn thương của động mạch thân trung, động mạch vành trái thì thường hay gặp trên những bệnh nhân mà lại đã có những cái vấn đề nặng khác rồi. Ví dụ như là bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có giảm chức năng thất trái này, hay là bệnh lý van tim phối hợp, ví dụ như là thường hẹp van động mạch chủ, hoặc là bệnh lý hở van hai lá, đấy là thường hay gặp trên những người cao tuổi. Thì bệnh cảnh thường là bệnh cảnh cấp cứu nặng. Ví dụ như ca vừa rồi chúng tôi làm là thực tế là bệnh nhân vào viện là đau ngực liên tục và huyết áp có xuống tụt. Đấy, cũng một phần là do bệnh nhân có thiếu máu do xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân hay gặp các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là tiểu đường hoặc là suy thận, và các cái thang điểm Euro và xanh tắc thường là cao, tức là các cái tổn thương kết hợp cũng như là các bệnh lý kết hợp. Thì đây là đặc điểm thân trung động mạch vành, nó gây ra những cái thách thức cho chúng ta. Thứ nhất là ở thường là tổn thương thân trung nó ở đoạn xa, do đó là khi mà nó hay ở cái chỗ chia đôi và có nhiều cái nhánh từ cái nhánh đó ra. Thứ hai là gì, cái tổn thương thân trung nó chi phối một cái vùng cơ tim rộng lớn, thông thường là chiếm khoảng tầm 60-70% cái lãnh thổ của quả tim của chúng ta. Ví dụ như đây cái ca này các bạn nhìn thấy là tổn thương rất là một cái vùng cơ tim rất lớn, gần như là chiếm khoảng 70-80% cái lãnh thổ của quả tim. Và đặc biệt là cái tổn thương thân trung đoạn xa nó lại gây ra những cái góc gập, ví dụ là gấp 90 độ hoặc là trên 90 độ. Thế chính như thế là gây ra cho những cái chúng ta những cái khó khăn trong cái chuyện can thiệp. Và các cái nghiên cứu nền tảng mà chúng ta đã từng biết đó là nghiên cứu Sentax Score. Sentax Score tức là gì, là nghiên cứu từ đó chúng ta cho chúng ta cái thêm điểm tanh Sentax để chúng ta tính các cái tổn thương, tức là mức độ phức tạp của tổn thương mạch vành, và từ đó chúng ta quyết định xem là gì, là bệnh nhân có nên can thiệp hay là bắt buộc phải phẫu thuật. Thế thì bây giờ chúng ta thống nhất là trong các cái guideline là gì, với đây là đang nói chung nhé, Sentax Score chung là với những cái Sentax Score từ dưới 22 điểm thì chúng ta có thể can thiệp, từ 23 điểm trở lên là chúng ta thấy rằng là gì, là phẫu thuật có lợi ích hơn can thiệp, và trên 33 thì chắc chắn là chúng ta phải nên phẫu thuật. Đấy là rõ ràng trong cái Sentax chung là như vậy. Thế thì đối với Sentax trong cái trường hợp là tổn thương lép main thì như thế nào? Thì đây là một cái phân tích dưới nhóm là so sánh giữa phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành với cả chúng ta can thiệp mạch vành, nhưng mà chúng ta chỉ dùng là stent start shot, tức là stent thế hệ đầu của stent phụ thuốc. Thì thế hệ đầu của stent phụ thuốc chúng ta có hai loại stent, đó là stent cipher và stent start shot. Stent start shot thì nó phủ paclitaxel, còn stent cipher phủ sirolimus. Và bây giờ chúng ta không còn hai loại stent đó rồi, bởi vì là các cái thế hệ stent mới nó cải tiến rất nhiều thứ, nó giảm các cái tác dụng, tức là các biến cố do các cái loại stent thế hệ đầu gây ra. Thì đây là một cái nghiên cứu là gì, cho thấy là gì, là đối với tổn thương lép main so sánh giữa nhóm phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành và chúng ta can thiệp bằng stent start shot thế hệ đầu, thì sau 60 tháng theo dõi thì các cái biến cố giữa hai nhóm là không có sự khác biệt đáng kể, cái p bằng 0.12. đây là cái nhóm chung trong cái nhóm lép main. Thì tuy nhiên thì khi mà chia ra các cái điểm score khác nhau thì rõ ràng chúng ta thấy là gì, ở cái nhóm gọi là gì, là điểm mà Sentax score trên 33 thì ở cái nhóm chúng ta gọi là PCI thì các cái biến cố tim mạch của gộp nó đến 46.5% so với cái 29.7% ở cái nhóm phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Và như vậy là gì, là cái sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê. Chính vì thế nên là với Sentax trên 33 chúng ta thống nhất là gì, đối với tổn thương lép main Sentax trên 33 chúng ta sẽ nên phẫu thuật hơn để mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân. Tuy nhiên đối với điểm Sentax dưới 33, tức là từ 23 đến 32, thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt này là không có ý nghĩa thống kê. Và như vậy là nếu mà Sentax score dưới 33 thì chúng ta có thể cân nhắc PCI, vì PCI và phẫu thuật
đem lại hiệu quả tương đương nhau. Và đối với cả sinh tác score từ 0 đến 22 cũng vậy. Đấy, như vậy là đối với cả tổn thương left main thì cái thang điểm, cái điểm 33 sẽ là cái điểm cut off. Trên 33 chúng ta nên phẫu thuật, dưới 33 chúng ta có thể cân nhắc PCI. Và chúng ta nhìn thấy rằng là PCI nó chỉ là bằng với cả phẫu thuật thôi, chứ không phải là PCI lợi thế hơn hẳn so với phẫu thuật trong trường hợp tổn thương left main mà có sinh tác score dưới 33. Tuy nhiên trên 33 thì chắc chắn là phẫu thuật có lợi hơn, để chúng ta đó là cho chúng ta quyết định. Đây là một cái gọi là gộp lại trong những trường hợp là gì, đến thời điểm là 10 năm thì đối với tổn thương left main, với những trường hợp mà sinh tác score chung thì giữa hai nhóm này là tương đương. Đấy. Với cái theo dõi tương đối dài và nghiên cứu sinh tác này được đánh giá thời điểm 3 năm, 5 năm và 10 năm, thì tại thời điểm 10 năm 2018 cho chúng ta một câu trả lời là gì? Với tổn thương left main, tỷ lệ tử vong ở hai cái nhóm phẫu thuật và can thiệp là tương đương nhau tại thời điểm 10 năm. Thì đây là gì? Là so sánh giữa cái nhóm là gì? Là tổn thương đoạn xa và tổn thương lỗ vào hoặc là tổn thương đoạn giữa. Thì chúng ta cũng nhận thấy là gì? Là có vẻ là gì? Là tổn thương đoạn lỗ vào đoạn giữa thì PCI và Hebbich là tương đương nhau, tức là hai cái đường xanh và đỏ nó sát vào nhau và sự khác biệt là không có những thống kê. Tuy nhiên tổn thương distal left main, tức là tổn thương đoạn xa và tổn thương chia đôi, thì có vẻ là gì? Là cái tỷ lệ mà tái can thiệp nó hơn hẳn, tức là gì? Nó nhiều hơn hẳn ở cái nhóm mà chúng ta can thiệp qua da so với nhóm phẫu thuật bắc cổ nối chủ vành. Và đây là gì? Là các cái biến cố tim mạch gộp trong một cái nghiên cứu gần đây gọi là nghiên cứu Excel so sánh giữa hai cái nhóm là gì? Tổn thương left main can thiệp hoặc phẫu thuật, thì cũng cho thấy là gì? Là tại thời điểm 60 tháng, tức là 5 năm, thì có vẻ là cái sự khác biệt này là không có nghĩa thống kê. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận, bởi vì cái đường này nó có vẻ nó đang chia đôi ra và nó đang xa nhau. Thì biết đâu rằng là gì? Sau 7 năm, 10 năm thì cái sự khác biệt này nó đang có vẻ là tăng cao ở cái nhóm PCI và thấp hơn ở cái nhóm phẫu thuật. Đấy, như vậy là gì? Chúng ta chờ kết quả 10 năm của nghiên cứu Excel, chúng ta mới đang có kết quả 5 năm năm ngoái thôi, và cái sự khác biệt này hiện tại đang là không có ý nghĩa thống kê. Như vậy là đối với cả y học nói chung và tim mạch, và đặc biệt tim mạch can thiệp, thì chúng ta phải xem cái kết quả của chúng ta hàng năm, đúng không ạ? Nghiên cứu phải update, guideline cũng vậy. Và bây giờ chúng ta nói A là đúng, B là sai, thì sau có thể sau 1 năm, sau 5 năm thì là B lại là đúng và A lại là sai, để cho chúng ta phải luôn luôn cập nhật. Thế đây là nghiên cứu Excel, chỉ là cụ thể hóa các cái thông số về biến cố, về tử vong, về đột quỵ, về nhồi máu cơ tim và về tái can thiệp. Thì có vẻ là tỷ lệ và tái can thiệp là vượt trội hơn hẳn ở cái nhóm là gì? Là PCI. Tuy nhiên ở các cái nhóm còn lại thì nó có vẻ là tương đương nhau, ví dụ tử vong hoặc là các cái biến cố khác. Thì đây là gì? Là các cái nghiên cứu đã được thực hiện với tổn thương left main mà so sánh giữa hai cái nhóm là gì? Là can thiệp mạch vành qua da hoặc là phẫu thuật bắc chủ nối của nối chủ vành. Chúng ta có rất nhiều nghiên cứu chúng ta đã biết là sinh tác left main, nghiên cứu nữa là nghiên cứu Lemans của tác giả Lemans, nghiên cứu của tác giả Boudriot và một số nghiên cứu khác như là chúng ta ít biết, đó là nghiên cứu pre-combat. Gần đây thì nghiên cứu nổi tiếng hơn được giới thiệu kết quả trong cái TCT và ESC vừa rồi, thì là hai nghiên cứu là Excel và Noble. Đấy. Thế thì có một cái đặc điểm mà sự khác biệt rất là khác nhau giữa hai cái nghiên cứu Excel và nghiên cứu Noble, tức là gì? Là với các cái nghiên cứu Excel thì tỷ lệ đột quỵ, tử vong, tức là nôm na là các cái biến cố tim mạch chính, thì không có sự khác biệt giữa hai cái nhóm này. Tuy nhiên là ở nghiên cứu Noble thì sự khác biệt nó nghiêng hơn hẳn, tức là các biến cố nó giảm hơn hẳn ở các nhóm phẫu thuật bắc cổ nối chủ vành, đặc biệt là trên nhóm sinh tác cao trên 33, và đặc biệt đối với những tổn thương được coi là đoạn xa của left main. Thì đây là một cái phân tích gộp tất cả nghiên cứu mà chúng ta đã nhìn thấy, thì là nghiên cứu Boreos, nghiên cứu Precombat, Syntax, Noble và Excel, với số lượng bệnh nhân là gì? Là khoảng 4.600 bệnh nhân. Và tất cả nghiên cứu này đều là nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng, tức là nghiên cứu được coi là chuẩn mực trong các nghiên cứu. Thì cho thấy là gì? Là đối với tỷ lệ tử vong thì có vẻ là tương đương giữa hai cái nhóm phẫu thuật và bắt cầu nối chủ vành. Nhồi máu cơ tim thì có vẻ cũng tương đương giữa hai cái nhóm này. Đấy, cho chúng ta một cái cách nhìn tổng thể với các nghiên cứu đối với left main. Đối với cả tỷ lệ đột quỵ thì cũng là tương đương. Đấy. Tuy nhiên thì là tỷ lệ tái can thiệp lại có vẻ là gì? Là nghiêng về cái hướng tốt hơn cho phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Tức là đối với cả can thiệp mạch vành qua da, đối với left main thì tỷ lệ tái can thiệp sẽ phải gặp chúng ta nhiều hơn. Do đó là đối với cả những bệnh nhân mà ví dụ như hôm nay chúng ta làm, thì chúng ta phải giải thích luôn là gì? Là đấy, bác quyết định hôm nay làm can thiệp
với như thế này, và theo nghiên cứu thì tỷ lệ tử vong, tỷ lệ đột quỵ và tỷ lệ nhồi máu cơ tim là tương đương, nhưng mà bác sẽ phải quay lại với chúng tôi nhiều hơn vì tỷ lệ gọi là tái can thiệp của bác sẽ cao hơn ở những cái trường hợp mà phẫu thuật. Đấy, tất nhiên là để cho bệnh nhân, cho chúng ta cho bệnh nhân cái câu gọi là cái lựa chọn, và tất cả những cái chuyện này chúng ta đưa ra là khách quan để cuối cùng là cho bệnh nhân lựa chọn cái phương án của mình. Thì đây là một số kỹ thuật tổn thương, thì như vừa rồi là giáo sư Hùng của chúng ta đã làm theo kỹ thuật được gọi là DK Crash, chính là cái kỹ thuật này. Để nói, để minh họa cho các bạn biết là vì rồi nó có một số bác sĩ là làm cái can thiệp, nhưng mà đa phần là chúng ta là bác sĩ tim mạch thôi, bắt đầu làm quen thôi. Thì đây là chúng ta đặt một cái stent vào nhánh mũ cho chúng ta đập dập đi, và chúng ta đặt một cái stent từ led main vào LED bắt qua đây, và sau đó chúng ta dùng hai oai chúng ta nong bóng kít sinh để mở lỗ. Đấy là kỹ thuật DK Crash. Thì đây là các nghiên cứu so sánh và nghiên cứu đang thực hiện. Thế thì tóm lại, các nghiên cứu chúng ta đã có, các cái phân tích chúng ta đã có, thì chúng ta hướng về các cái guideline thay đổi như thế nào từ thời kỳ từ năm 2005 và đến bây giờ, gần đây nhất là năm 2018 chúng ta có. Thì từ năm 2005 thì đối với cả tổn thương left main thì hồi đó là chống chỉ định với cả các cái can thiệp. Trừ trường hợp là chúng ta không có phẫu thuật thì chúng ta đành phải can thiệp thôi. Và chỉ định hồi đó sẽ là hai bên. Đấy là đối với cả hội tim mạch châu Âu. Và đối với hội tim mạch Mỹ và trường môn tim mạch Mỹ cũng như hội tim mạch can thiệp Mỹ thì là loại 3C, tức là chống chỉ định. Đấy, tức là 2005 là chúng ta có một cái điểm mốc như vậy. Thì đến 2009 thì hội tim mạch và trường môn tim mạch Mỹ bắt đầu là hướng bắt đầu thay đổi một chút, tức là chuyển từ mức 3C sang mức 2B. Và trong trường hợp này thì là nói rằng là gì? Là can thiệp tổn thương left main có thể là một cái phương pháp điều trị thay thế trong những trường hợp mà gì? Mà các cái biến cố, tức là chúng ta lượng giảm các biến cố có thể có khi mà thực hiện can thiệp thấp, thì chúng ta có thể là một biện pháp thay thế phẫu thuật bằng nội chủ mạch. Đấy là năm 2009 thì hội tim mạch và trường môn tim mạch Mỹ thay đổi như vậy. Sau khi nghiên cứu Syntax. Đấy. Tức là nôm na là cái thang điểm Syntax dưới 33 thì chúng ta có thể cân nhắc PCI cho những bệnh nhân tổn thương left main. Thì đối với cả hội chứng môn tim mạch Mỹ thì năm 2010 khi mà có nghiên cứu pre-combat thì cho chúng ta một cái guideline, đó là gì? Là tức là can thiệp mạch vành qua da có thể thực hiện trên những bệnh nhân có tổn thương left main và chỉ tổn thương một mạch thôi. Và thường là tổn thương left main này nên ưu tiên sẽ làm tổn thương tại lỗ hoặc tổn thương thân, tức là đoạn giữa của left main. Và chỉ định này là loại 2A, tức là cũng khá là sáng sủa hơn so với hội tim mạch và trường môn tim mạch Mỹ. Tuy nhiên thì đối với những cả cái tổn thương distal thì vẫn là 2B, tức là tổn thương chỗ chia đôi của thân trung động mạch vành trái thì chúng ta vẫn xếp vào loại 2B. Đặc biệt là với những cái tổn thương mà left main kết hợp với nhiều thân thì chúng ta vẫn là 2B. Và đến năm 2014 thì trường sau một loạt các nghiên cứu không nói ra ở đây, nhưng mà có cái nghiên cứu của Burriot này và một số nghiên cứu Le Mans thì cho chúng ta một cái đồng thuận cũng tương đối đồng thuận nhau của trường môn tim mạch Mỹ và hội tim mạch châu Âu. Đó là gì? Là can thiệp động mạch vành qua da có thể thực hiện ở trên những bệnh nhân tổn thương thân trung động mạch vành trái mà thang điểm Syntax score thấp, tức là dưới 22, nhỏ hơn bằng 22. Và đối với nhóm nhỏ hơn bằng 22 thì chỉ định loại 1B, tức là cái mức độ rất cao, chỉ kém loại 1A thôi. Và tuy nhiên thì đối với những cái mà tổn thương left main mà thang điểm Syntax score mức độ vừa, tức là 23 đến 32 thì chúng ta xếp được coi là xếp loại 2A. Và đối với cả tổn thương mà Syntax score trên 32 thì chúng ta vẫn xếp vào loại 3B. Đấy là gọi là hội tim mạch châu Âu. Còn đối với cả hội tim mạch và trường môn tim mạch Mỹ thì PCI có thể cân nhắc là cũng phát lựa chọn thay thế cho phẫu thuật trên những trường hợp mà tổn thương phù hợp, tức là Syntax score thấp này, hoặc là tổn thương tại thân hoặc tổn thương lỗ vào, và nó vẫn xếp thấp hơn so với cả hội tim mạch châu Âu, tức là mức độ 2A thôi so với cả loại 1B của hội tim mạch châu Âu. Như vậy là gì? Là đến thời điểm này khi mà chưa có các cái khuyến cáo mới hoàn toàn, gọi là mới tinh sau nghiên cứu Excel và Noble, thì chúng ta vẫn túm lại là gì? Với tổn thương left main mà thang điểm Syntax score dưới 23, là dưới 22 thì sẽ là can thiệp 1B đối với cả hội tim mạch châu Âu và 2A đối với hội tim mạch và trường môn tim mạch Mỹ. Còn đối với tổn thương mà Syntax score 23 đến 32 thì được xếp loại 2A đối với hội tim mạch châu Âu. Còn nếu trên 32
thì lúc đó chúng ta phải cân nhắc hớt tim, tức là khi đó mình phải có cái tim của các cái môn phối hợp để chúng ta quyết định lựa chọn là cái hớt tim nó sẽ đưa ra phương án lựa chọn là PCI hay can thiệp, thậm chí có nhiều trường hợp là đổi trường nội khoa. Thế thì so sánh giữa hai cái phương pháp can thiệp và phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành thì chúng ta biết rồi, đối với can thiệp mạch vành qua da thì đấy là một cái phương pháp ít xâm lấn, trong trường hợp mà gì là thời gian nằm viện sẽ ít đi và chúng ta có thể can thiệp toàn bộ, tức là nôm na là gì, thay đổi toàn bộ cái hệ thống mạch vành được. Và trong trường hợp mà nếu mà theo dõi thì là với những trường hợp mà PCI thì nguy cơ về nhồi máu cơ tim sẽ tăng lên và tỷ lệ tái can thiệp mạch vành sẽ cao hơn so với cả phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Và với những trường hợp mà bệnh nhân mà can thiệp mạch vành qua da thì cái sự hồi phục sau can thiệp của phẫu thuật cũng như các biến cố trên các cái tổn thương não nó sẽ thấp hơn là những bệnh nhân mà phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Thì đây là một cái cây cho chúng ta một cái lựa chọn, tức là cái hướng đi khi mà chúng ta gặp một cái tổn thương left main. Đó là gì? Là nếu mà tổn thương đáng kể left main mà không phải là trong bên cạnh của một cái cấp tính thì chúng ta cần phải trao đổi bàn bạc cái hớt tim. Hớt tim đây thì ít nhất là hai bác sĩ can thiệp vào phẫu thuật. Chính vì thế với những cái ca như cái ca sáng nay thì chúng tôi phải hội chẩn bác sĩ phẫu thuật có trao đổi với người nhà trước khi quyết định làm can thiệp. Và cái lý do của bệnh nhân này khi mà bệnh nhân quyết định can thiệp đó là gì? Bệnh nhân vừa có một cái xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân có, tức là trước đó đã từng can thiệp nhiều mạch, và một trong những lý do chính đó là gì? Là bệnh nhân từ chối phẫu thuật, do đó là cái lựa chọn can thiệp là đặt ra cho bệnh nhân này. Thế thì sau khi mà chúng ta họp, tức là chúng ta trao đổi trong cái hớt tim đó, thì chúng ta sẽ đánh giá hai cái điểm xanh tắc cho bệnh nhân. Nếu xanh tắc dưới nhỏ hơn bằng 32 thì chúng ta cân nhắc PCI, và nếu xanh tắc trên 32 thì chúng ta cân nhắc phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Ở đây là ví dụ một cái thang điểm xanh to, xanh tắc score thấp là 14 thì chỉ tổn thương mỗi cái lỗ vào của left main. Thế đối với bác sĩ mà can thiệp chúng tôi mà nói thì với tổn thương này thì làm can thiệp về kỹ thuật nó không có vấn đề gì khó cả, và nếu mà làm thuận lợi thì thời gian can thiệp loanh quanh khoảng 30 phút đến 45 phút thôi. Tuy nhiên cái tổn thương này là một cái tổn thương xanh tắc score 39 thì tổn thương rất nhiều chỗ chia đôi, tổn thương cả động mạch lên tất trước và động mạch mũ, và tổn thương dài xoắn vặn, thì trong trường hợp này xanh tắc score lớn, và trong trường hợp này 10 bác sĩ can thiệp sẽ chính bác sĩ rưỡi sẽ quyết định là phẫu thuật. Đây là cái lựa chọn cân nhắc cái lợi ích cuối cùng của bệnh nhân. Và đây là gì? Là cái cân nhắc những cái trường hợp nào chúng ta nên làm can thiệp, còn những trường hợp nào chúng ta nên phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Thì một trong những cái tiêu chí đối với cái tổn thương left main đó là gì? Là tổn thương tại lỗ hoặc là tổn thương thân của thân trung động mạch trái, và tổn thương chỉ là tổn thương đơn thuần của left main và tức là không nên là tổn thương chỗ chia đôi, và chỉ là tổn thương một mạch nơi thân thôi, chứ còn nếu mà tổn thương ba mạch thì chúng ta cân nhắc là phẫu thuật. Đấy, thế là left main mà lại có ba mạch kèm theo thì chúng ta nên phẫu thuật.